Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Và buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 thì Xuân Đỉnh đã lên cho quý vị một cái bộ phớ ghép của Nhật bãi. Hôm nay thì một cái bộ combo này của hãng Pioneer với phân khúc là dưới 10 triệu thì Xuân Đỉnh nói luôn là sẽ thách thức với anh em với những cái bộ sản phẩm ngon bổ rẻ. Chất âm cứ luôn luôn đảm bảo với anh em là sẽ hay cái tầm tiền anh em bỏ ra rất là nhiều. Ở đây là một cặp loa Pioneer. Con này là con CF770, bát của nó là bát 27, một tép giấy, toàn bộ loa xương gang đúc rất là gấu. Và một chiếc âm ly đài của Pioneer SX424, cả một cái bộ này thì đang có mức giá là 9 triệu 2, và chưa đến 10 triệu. Anh em sẽ chơi tốt với những diện tích phòng từ 30 đến 40 m², chất âm thì rất là hay. Xuân Đình thì chỉ test bằng điện thoại, mang tính chất là thực tế để anh em nghe, cũng như cảm nhận được về cái chất âm của những cái dòng âm thanh này. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho quý vị từng sản phẩm ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ quay về chiếc âm ly Pioneer SX424. Đây là một chiếc âm ly đài. Hàng này hàng xuất cho thị trường của châu Âu, FM của nó là full tần số 108. Nên anh em có điện của nó điện 120V, anh em có thể cắm qua điện 100 hoặc 110 đều được. Như Xuân Đỉnh thì đang cắm qua điện 100 thì cái phần đèn này nó sẽ tối hơn một chút. Còn nếu như anh em cắm được điện 120 thì đèn nó sẽ sáng hơn, dễ nhìn hơn. Đây, khi tắt đi này. Đấy, bật này. Size của nó là size 42, do vận chuyển mặt nó chỉ có một vết chày nhẹ nên Xuân Đỉnh bán xả chiếc âm ly SX424 chỉ có mức giá là 4 triệu đồng. Dạo này thì nó chạy sò than nhí, xuất âm tụ, chất âm rất là hay. Nó có trở kháng từ 4 ohm khi đánh A hoặc B và cộng AB là 8 ohm. Đặc biệt là nó có phần volume tắt bật này, nó liền luôn. Và khi dòng xuất âm tụ thì bật lên nó có tiếng sột nhẹ loa. Đấy. Có chỉnh bass jack đầy đủ trên máy, volume có now nuts. Đường tap và đường aux là kết nối qua thiết bị bên ngoài. Bên cạnh đó thì AM, FM đều hoạt động tốt. Dọn dẹp và khắc phục xử lý sự cố này. Chào quý vị và các bạn, trước mắt hãy lưu ý đã và sau đó. Chuyển sang AM. Khi nói về bí quyết hạnh phúc của gia đình mình, ông Vũ cho biết vợ chồng khi đã sử dụng đèn FM AM thì đèn của em nó sẽ sáng nhé. Đấy, tính năng sống và cách cư xử, tất cả các tính năng thì nó đều hoạt động hoàn hảo, máy móc thì còn nguyên zin, vỏ gỗ còn rất là đẹp. Đây. Duy nhất chỉ có một vết chày nhỏ ở trên này thôi, trên cạnh thôi. Đấy. Còn nó tổng quan thì máy móc nó khá là đẹp, núm nút không có bị chảy xước gì cả. Chiếc âm ly đài của Pioneer 424 Xuân Đỉnh bán cho anh em với mức giá chỉ có 4 triệu đồng. Ghép tốt những dòng loa Nhật bát 20, 25 hoặc những dòng loa cổ, loa tần giải thì những dòng âm ly cổ xuất âm tụ này đánh rất là hay. Riêng về chơi về âm ly đài thì quan trọng nhất là FM của nó phải là full tần số 108 thì nó mới bắt được đủ các đài của Việt Nam. Chứ còn nếu như những cái dòng nội địa của Nhật thì tần số của nó chỉ có 90 thì chắc chắn nó sẽ rất là rẻ. Đấy là cái thế lợi khi những anh em dùng về âm ly đài full tần số. Hình thức khá là đẹp, mức giá là 4 triệu đồng. Tất cả đằng sau đằng trước dây rắc còn rất là đẹp luôn. FM thì anh em phải đấu anten, còn AM thì nó có sẵn đây rồi, các đường vào aux này, đường tap thì anh sẽ cắm vào đường in này. Đấy, phono dành cho đĩa than. Đây là cầu loa, cầu A, cầu B, trở kháng từ 4 ohm, trên là dương dưới là âm, anh em chỉ cần tuốt dây xong cắm thẳng vào là được. Công suất của nó là 70W. Số series là 5548. Sử dụng điện 120V. Đang phối ghép với cái cặp loa này rất là hợp. Chiếc âm ly đang có mức giá là 4 triệu đồng. Còn bây giờ thì Xuân Đình sẽ quay cho anh em về cái cặp loa. Cặp loa này là cặp loa Pioneer. Không kịp nhớ tên nó lắm. Đây là Pioneer CSF770. Đấy, loa phía đằng sau, loa trái loa phải đầy đủ. Góc cạnh còn khá là đẹp. Cặp này thì để anh em thấy rõ là còn nguyên cả bụi. Margin Japan, trở kháng 8 ohm, công suất là 70W một loa. Đấy. Số series của nó là 0060.
Loa này thì nó rất là nặng vì nó thiết kế là toàn bộ là xương đúc, thậm chí là nó gấu hơn rất là nhiều so với những dòng Pioneer CF45. Mức giá thì nó lại rẻ hơn khá là nhiều. Cặp này thì nó thiết kế là bát của nó là bát 27, xương đúc, gân của nó là gân mút, màng là màng giấy. Gân mút đã được thay, rất là mềm mại. Dòng này thì chịu đòn rất là tốt, anh em có thể chơi cả nhạc sàn, đánh cái dòng này rất là căng. Hai lỗ thông hơi phía đằng trước. Một tép tép giấy nhưng nó cũng là giấy xương đúc hết nhé, chứ không phải là xương thường. Kích thước của cặp đồng này thì rất là cao, nó chiều cao 74, chiều ngang của nó là 36, 37 và chiều sâu của nó là 30. Loa rất nặng và chất. Cặp này thì Xuân Đình đang bán với mức giá chỉ có 5.200.000 đồng. Anh em đã thưởng thức được một cái cặp loa Pioneer hàng bã Nhật, chất âm cực kỳ là hay. Đây là một trong những cái cặp loa có mức giá rất là dễ chịu ở những cái thương hiệu của Pioneer. Nhưng cái chất âm của nó thì đẳng cấp hơn cái mức giá tiền này rất là nhiều nhé. Vì nó là củ xương đúc. Và những dòng này thì toàn bộ là những dòng củ xương đúc này thì toàn là những cái dòng loa đắt tiền thôi. Còn như những dòng Pioneer CF45, CF700 thì nó chỉ là xương thường. Đấy, còn dòng này nó bát 27 xương đúc. Mức giá thì chỉ có 5.200.000. Đây là chiếc loa còn lại. Đây thì toàn bộ đều là loa cũ, là loa đã qua sử dụng chứ không phải loa mới tinh. Nhưng cam kết với quý vị là loa phải còn nguyên zin và hoạt động tốt, không có cái nào bị sửa chữa gì cả. Góc cạnh của thùng loa cũng vậy, nó cũng không phải là quá đẹp hay nó cũng không phải quá xấu. Lại thì nó phải tương đối chấp nhận được. Đây, anh em có thể nhìn thấy rõ là loa góc cạnh thì nó không có chảy xước gì nhiều. Một vài vết chảy xước nhỏ do vận chuyển thì đây Xuân Đình cũng đã chỉ rõ cho anh em. Nhưng nó cũng không bị dập nát gì. Cặp này khá là nặng, bê rất là đầm tay. Nó khoảng tầm trên 20 cân một thùng. Củ rất là gấu, căng cước đầy đủ luôn, căng cũng có hơi sần một chút. Tem mát thì đầy đủ hết. Cặp loa Pioneer CSF770, bát của nó là bát 27, mức giá thì chỉ có 5.200.000 đồng. Và tổng cả một cái bộ này thì đang có mức giá là 9.200.000. Giá rất là bèo bọt cho một bộ âm thanh hàng bãi. Nếu như bác nào mà đang có cái nhu cầu sử dụng những cái bộ dàn nghe nhạc 4 thớt, 5 thớt thì theo Xuân Đình thì đây sẽ là một trong những cái bộ âm thanh để đáp ứng được cho quý vị đủ tiêu chí hầm hố và nghe hay. Thậm chí là cái tầm tiền mà các bác mua cái bộ dàn thì thua xa so với cái bộ âm thanh cỏ khi phối ghép như thế này quý vị nhé. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.